Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Master Legend. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Có một quảng cáo đây và mình sẽ đợi quảng cáo đi qua đã. Có ta tiếng không ta? À, vừa đây có cái hình như loa xong. Nó không cho tắt tiếng rồi. Anh em đợi một chút nha. Để chúng ta có thể quay được cái ô có thể vào được 1.000 game. Nó rất là giá trị đấy. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể vào được 1.000 game ở đây. Từ từ nha. Nó đang chạy quay các kiểu đi. Từ từ thôi. Rồi, đã xong và chúng ta sẽ tắt cái này đi này. Dĩ nhiên rồi. Và mình sẽ quay cái này để xem ra được bao nhiêu game. Vòng quay may mắn anh em ơi. Ra ui tí được 1.000 game kìa, nó chỉ còn một tích tắc thôi nó sẽ được 4.000 game. Đe đủi thế nhờ. Mình không biết bật nhạc không nhờ, à không, mình đang không bật nhạc thì mình sẽ bật lại cái bài nhạc huyền thoại ở bên Dragon City sang, đó chính là đâu rồi, music của chúng ta Fly Away. Mình rất thích nghe bài này, nghe đi nghe lại mà không biết chán. Nào, tiếp tục là hiện tại là chúng ta cập nhật tình hình đua team Ray nha anh em ơi. Đó chính là chúng ta sẽ lên được 50 rồi. Wow, và chúc mừng là chúng ta sẽ giành được con Legendary ở đây. Đây, chính là con Legendary. Con Koro Brutalis. Ok, đọc đau cả mồm, không biết đọc kiểu gì luôn. Món hệ đất và con Legendary. Mình 50 là chắc chắn là chúng ta sẽ được cái con Legend này rồi. Không cần thiết là phải nhất. Nếu mà lên cố lên 14 thì càng tốt. Ok, bây giờ đến lúc thanh lọc team này. Có rất là nhiều bạn làm rất tốt. Bạn Cao Sơn này, 10.524 này. Bạn Khương là bạn phó bang này anh em. Nguyễn Nam là 8.300. Rồi, sau cái sự kiện này, những bạn nào mà có thứ hạng cao thì mình sẽ cho làm gọi là phó bang chủ. Của bạn Khương này thì dĩ nhiên sẽ để giữ nguyên lại rồi. Từ ngày xưa rồi, theo mình từ ngày xưa. Dù mình có lúc team mà không có ai trong này thì vẫn bạn ấy vẫn theo mình, nên mình sẽ để bạn Khương lại làm phó bang chủ. Chúng ta sẽ có cuộc cạnh tranh Cao Sơn và Nguyễn Nam và Minh để có thể là lên làm phó bang. Rồi, chúng ta sẽ tạm thời để đây đã. Được bao điểm em ơi. Có một số bạn là vừa mới vào HMN Ghost thì như vừa mới vào đúng không? Rồi, hai member sẽ cần phải breeding ra một Epic Monster 2k8 điểm Master này anh em. Chúng ta sẽ có rất là nhiều người. Anh em này, Nike này, Pin Nguyễn. Có rất là nhiều người trùng nha anh em. Hình như là sẽ có, mình sẽ chụp lại những cái ảnh nào, những người nào quá ít điểm này. Tầm khoảng 70 điểm là chúng ta cũng có thể là sẽ kích thôi. HM Angus là kích gì? Bạn ấy đủ điểm rồi, cứ trên này là được rồi anh em. Mình sẽ cần phải kích rất là nhiều người. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi mà không chịu làm, bắt buộc người ta phải kích thôi anh em ạ, không có cách nào khác. Đây, mình sẽ chụp lại cái ảnh màn hình này và kéo xuống dưới từ vị trí 32 này. Cái này là nó tính cả những người từ ngày xưa đấy, từ lúc mà bị kích rồi ấy, cho vòng này rồi. Rồi, đã đủ. Ok em. Ok, và mình sẽ bắt đầu làm thanh lọc team gái để có thể tuyển thêm. Bây giờ vào thì vẫn sẽ nhận được điểm nha anh em. Đây rồi. Chúng ta sẽ từ dưới này. Niske, bạn này không vào anh em ơi. Bạn này không làm nha anh em. Bắt buộc phải kích rồi, không cách nào khác này. Bạn nào nữa ta? Bạn Nam Monster này là bạn làm rất là chăm chỉ đúng không? Đúng rồi. Ok, bạn này không kích rồi. I love to. Để mình xem nào. Không có. Minh này làm rất là chăm chỉ. Cry Uru, không biết tên đâu đây trong này luôn. Boomen là ai? Không có. HM Angus này vừa nói chuyện xong được 900 điểm, Trần Tiến được 2k8. Zuix, không có. Rồi, Koro Sensei mèo này, San này, Nam 321.
không không có rồi. Yêu con nghiêm đẹp trai Thành Daisy Z à? Thành Daisy Z này làm rất là ít luôn anh em ơi, cực kỳ là ít luôn. Mới được có Daisy Z này, tôi mình sẽ kích luôn. Có 70 điểm quá ít rồi, ít nhất phải vài trăm điểm, ít nhất phải 300-400 điểm chứ, đấy là thấp nhất rồi đấy. Rồi ok, tiếp tục là ai ta? Còn ai không nhỉ? Hình như hết rồi thì phải. Yêu con như có làm. Nghiêm đẹp trai, Phan VL Gaming, Nguyễn Nam. Nguyễn Nam có làm nha, mình đang xem lại trong cái này. Pandav, Himira cũng làm quá ít điểm anh em ạ. Đây rồi, mình sẽ phải kích thôi. Không ai nào khác có 70 điểm đấy anh em. Lúc nãy mình vừa mới chụp lại xong rồi. Đây là mình sẽ không kích linh tinh mà sẽ kích những người nào không làm hoặc là làm quá ít. Đấy. Rồi ok, Pandav này, Cao Sơn à? Cao Sơn. Không, Cao Sơn thì làm rất là tốt. Tĩnh à. Làm rất là tốt. Coolboy này, Coolboy thì dĩ nhiên rồi. Siri, bạn này tên khá là lạ, chắc là mới vào đây. Phước này, Kiba này, Khương này, ok. Team hiện tại đang là rất là ổn rồi đấy. Bạn nào muốn vào team thì có thể là tìm theo Tân Thế Giới EZ nhá. Và số điểm tối thiểu là 7.500 đấy. Đây là còn ít đấy, mình đang là 10.500 cái điểm Master Power rồi. Và bây giờ vẫn nhận được thưởng nha anh em. Trước cuộc đua 13, à trước cuộc đua một nửa. Ok. Ít điểm quá, anh mới kích thôi. Anh em yên tâm. Những ai làm chăm chỉ thì sẽ không bị sao cả. Ok em. Không nhé. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục là làm nhiệm vụ của team. Nhiệm vụ của chúng ta hiện tại là phải breeding một con epic thì có vẻ là khá là khó và mình không đủ game. Chúng ta sẽ cần thêm một ít game nữa thì mới có thể đủ được. Ok, rồi chúng ta sẽ lấy full vàng đã xong rồi tính sau. Đây. Lần sau thì chắc là cần phải là thống nhất anh em là ngay từ đầu cái cuộc đua là chúng ta sẽ cần phải là tiết kiệm mỗi anh em tầm khoảng 200 game ngay từ đầu này. Ví dụ như là sau khi kết thúc cái cuộc đua lần này ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu là bảo anh em là tiết kiệm game thêm, đúng không? Thì mới chính xác được. Rồi, mình sẽ vẫn tiếp tục tuyển thêm người nha anh em. Bây giờ vào thì vẫn có thể kịp đấy. Tối nay anh em xin vào đi thì vẫn có thể kịp, ngày mai thì mình không biết. Cuộc đua diễn ra được tầm khoảng 3 ngày rồi. Ngày mai chắc là sẽ không được nữa đâu. Có lẽ là vậy. Ok, mình sẽ lấy vàng. Rồi chúng ta sẽ lấy vàng luôn này. Lấy vàng đã. Bây giờ 50 à? Hiện tại đang là 50 đúng không? Mình thiếu 8 game nữa. Thiếu 8 game nữa sẽ đủ. Anh em đợi chút, đủ game cái là mình sẽ skip luôn, cho không tiếc tiếp game là cái gì cả. Cần 100 game thôi. Team rules chúng ta lắp 10 đâu nhỉ? Sắp sang lắp 11. Anh thiếu 8 game nữa để skip. Anh em đợi chút. Rồi, chúng ta sẽ cần phải đi lấy game ở trong cái này. Game thì mình cũng không để dành làm gì cả. Nếu mà có để dành thì cũng được thôi, nhưng mà không có thì thôi, cứ skip hết cho anh em đi. 2 game, yes, sắp được rồi. Ôi tuyệt vời, 4 game rồi anh em ơi, một cái nữa thôi. Đừng, ui rồi 6 game, quá tuyệt. Game nữa đi, ui không được game nữa. Tí thì được game, 6 game rồi này, thiếu 2 game thôi anh em ơi. Thiếu 2 game nữa sẽ đủ, 98 rồi, biết lấy game đâu đây. Like con gì em ơi. Ok, 36 game thì nó rẻ hơn là 100 game nhỉ, đúng không? Mình còn đổi xeo luôn đấy. Chúng ta sẽ cần lấy con Cupid này. Ai đổi xeo không nhỉ?
chúng ta sẽ vào trong này. Nhiệm vụ thì có cả một đống luôn, không thiếu, nhiệm vụ thì không thiếu. Ai đổi xeo không? Để xem ai đổi xeo không. Mình sẽ đánh ở trong mấy cái phần team war luôn đấy. Team war ở đây 36 game thì nó sẽ rẻ hơn là so với 100 game đấy. Có lẽ là vậy. Ok. Mình sẽ đánh hình như mấy trận team war dễ là anh em đánh hết rồi. Có lẽ là vậy. Đúng, chính xác như thế. Bây giờ không có team war ngon rồi. 100 này vẫn đánh được anh em. 100, 100 và 45. Hai con là sau nó khá là khỏe. Này này, con này này thì hơi khó chơi. Mình sẽ cần một con nó trâu trâu một tí. Chrysanthemum được đấy. Con Legend này thì hơi yếu này. Con này đi. Rồi, có lẽ là giờ sẽ đánh được. Mình không cần con tăng cơ ở đâu. Con tăng cơ này ấy quá. Đâu rồi, đâu rồi. Tự nhiên mình hết hết team khỏe đánh rồi. Không sao, đánh mấy con hơi này, con này cũng được. Tấn công này anh em, tốc độ thế nào đây? Tốc độ của nó sẽ 3k rưỡi, 4k6 cơ. 5k1 này, 2k mấy này, 4k1 này. Tấn công không biết con đánh được không. Con này là con VIP đúng không? 50% nó kháng chiêu những thứ rất là khó chịu. Ui. Wow, khá là khó chịu nhờ anh em. Mình sẽ loại bỏ hết sạch stamina bọn này đi. Đấy, chiêu này thì chính xác đến 100%. Khả năng là burning, khả năng là quicksand. Từ từ, mình sẽ đây, phản đòn các kiểu có là điều. Con này máu trâu thế, 50.000. Má ơi. Miếng xanh mana nào. Ok, chém nó. Mày chạy đâu. Bây giờ thì mình vẫn có một chiêu phản đòn anh em ạ, quicksand. Con này trâu quá nhờ. Siêu trâu luôn. Fraser đóng băng một turn. Đây, đóng băng rồi. Bây giờ hồi năng lượng anh em. Và để đánh nó phát sau. Chết đi. Phải dùng team rất là mạnh thì mới có thể ăn được team của nó. Khỏe phết đấy nhờ. Không phải đơn giản. Để cho có thể chiến đấu được. 9 điểm này. 100, 100. Có hai con level 100 kìa. Ghê. Ghê ghê ghê. Sao đánh được đây? Khó phết đấy. Toàn trên này toàn bọn khỏe thôi này. Xem ai đổi xeo không. Cho em con X. Xem nào. Có em đổi xeo. Cho em xeo con X. Cho em con Nissan Pet à. Nissan Pet à. Không có rồi. Nissan Pet thì mình chịu rồi. Nam Monster Trần Tiến à. Con X à. Con X thì mình có. Ok. Đây là con X. Con X anh có. Rồi mình sẽ cho bạn con X này. Con X này thì mình có này. Chúng ta sẽ cho HM và Goose đúng không? Đây đây. Đã xong nhé. Rồi, cái này mình đánh được một trận rồi. Có vẻ như khó. Lần sau phải đánh sớm hơn nha. Đánh bây giờ là sấp mặt luôn đấy. Toàn bọn khỏe thôi. Team mình nó không khỏe lắm thì phải đánh những cái team nó yếu yếu một chút thì mới ăn được. Rồi, để xem làm đánh thêm được cái trận nào không. Chúng ta chờ xem. Nếu đánh thêm một hai trận thì tốt. Nào, xem nào. Cái này thì nó hơi bị khó. Nó sẽ là speed à. Speed level mấy đây. Speed này rất nhanh luôn anh em ạ. Đâu. Cái này chuyên. Ui ôi, speed level 6. Ăn bằng mắt. Đố ăn được luôn đấy. Creotan. Ui 120. Ui. Đây là những cái team gần đầu rồi. Đây này. Là những cái team yếu yếu thôi. Như thế này này anh em. 9 này. 9 điểm này. 9 điểm này anh em. Vừa đánh xong. Cái này có lẽ sẽ đánh được này. 100, 100 à. Hơi khó nhỉ. Đánh cái này có vẻ dễ hơn này. Có lẽ sẽ dễ hơn một chút. Theo như mình thấy là như vậy. Con này sẽ là gold. Ôi đánh được, đánh được anh em ạ. Trend team này anh em. Mình có một team rất khỏe. Cơ hội này. Chọn con khác. Con nào đấy? Con nào bây giờ? Con này nhá. Con lửa. Inheritor là chắc chắn rồi. Con nước à. Nước Frostbite. Team này rất là khỏe. Tấn công thôi anh em. Không những là chúng ta phải đánh cho nó không dùng được skill mà là phải thằng Dam này. Fraser. Đóng băng này anh em. Streamer Flame. Tốt. Rồi bây giờ chạy đi đâu.
chạy đi đâu hả em? Let's try. Ui team khỏe quá. Đánh cái team này thì quá khỏe, quá chất lượng. Không biết đổi xe xong chưa nhỉ? Nên bui team trang ra đi, cho nó trang bình thường. Ok. Và chúng ta có được tặng lại không? Ơ không, không đổi xe Cupid cho anh à? Bó tay. Bạn này tưởng mình cho bạn ấy xe chứ. Đổi xe mà. Hai vãi trưởng. Mình gần đang cần để grab ra con Cupid mà. Ở đây thì sẽ có một cái Food and Gold. Cái này còn một ngày này, nên tập trung đánh cái này trước này anh em ơi. Cái hầm mục mà có mấy cái này này, đánh rất là khỏe, thoải mái đi. Có rất nhiều bạn bảo anh hãy sử dụng một cái team bọn này nó khỏe cơ. Vì đánh cũng hơi khó. Đánh mấy cái team yếu yếu là đánh ăn đòn ngay. Rồi chúng ta tốc độ nhân 2 thôi là được rồi. Mình sẽ đánh theo kiểu gì đây? Bleeding on này. Cứ thế mà dùng thôi anh em. Đấy. Bây giờ thì sẽ là đóng băng bọn nó đi. Có một số con nó không dính cơ. Nó không dính chưa đóng băng cơ. Này này, nó sẽ bị blind và ward down bị giảm. Nó vẫn có thể trừ một cái lượng máu dành cho mình. Ném này, ném kiếm này anh em. Relic Strike 7k2. Rất tốt. Chiến thắng rồi. Trận này đánh thì nó khá là dễ, nó không quá khó khăn. Và mình sẽ quay nào. Quay số này anh em ơi. Để ra xem cái gì đây. Chúng ta sẽ ra sell của con Epic. Của con hề. Hề cầm bom. Mình cũng không có con đấy. Chưa có con đấy luôn. Đánh nhau với nhân mã này. Chiến binh nhân mã. Thế đánh luôn. Tôi nhân 4 luôn luôn. Đánh luôn mới ngay. Khỏi phải đợi nhiều. Fraser on. Chiến rất hay luôn đấy. Phải nói rất là tốt. Có thể giết chết được một con. Con này bị một đống hiệu ứng mọi người. Đánh con xịt đó chứ. Này chạy đâu. Siêu nhanh. Căn bản tại vì là cái này có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau ấy, nên mình phải đánh tốc độ nhân 4. Để tốc độ kia nó nhanh quá. À nó chậm quá. Không kịp làm cái gì cả. Ui Legend. À Mystery là chòm sao cung bọ cạp. Đúng rồi, đây là cung hoàng đạo. Chính xác, nó cung hoàng đạo luôn. Ok. Chiêu lan này. Đóng băng ôn này. Khạc đờm ôn này. Rồi chiêu khạc đờm ôn nữa chứ. Đóng băng rồi anh em. Stun ôn này. Chạy đi đâu. Jelly Strike không chết à. Wow. Chất lượng thật đấy. Phải nói là khỏe phết. Này con sói này. Nhờn với anh à. Không được. Chết luôn. Không thể đỡ được chứ. Làm sao không thể đỡ được. Lại quay số. Quay số này thường thì nó sẽ không, không có nhiều thứ lắm để nó có thể chơi được. Chẳng có gì mấy cả. Nào từ từ quay đã. Có cục Legendary của con Mystery nhá. Lại ra Mystery. À không, Wipanda cũng được anh em ạ. Wipanda đang không có. Có Wipanda thì dùng tạm cũng chơi cũng vui đúng không. Rồi có lẽ đổi lại thành con mới đi. Con này nó cho dù con mới không nhỉ. Không dù con này được. Nebuki là cũng là một con xịn của trong cái phần đua team Ray đấy. Cũng khá hay đấy. Cho vào trong team cũng được. Tội gì đánh bọn này thì nó rất là khỏe rồi nhưng mà thôi. Fraser các kiểu luôn. Nebuki Double Dam. Hình như extra turn đúng không? Hình như extra turn cho nó. Có thể đánh mất thời gian lắm. Kháng control lên toàn bộ đồng minh nhỉ. Đây đây đây. Đánh phát nào cũng được anh em ạ. Đánh con ngựa nào cũng được. Con ngựa này đi 18.000 đấy. Con đấy chỉ đánh một kẻ địch thôi nhá. Con kia đánh hai kẻ địch. Chúng ta ưu tiên là đánh những cái con nào hai kẻ địch trở lên ấy. Ok. Maximum máu và double và khả năng là tăng cơ. Thôi giết nó đã. Giết nó đã. Xong. Đấy, dù con mới mới là lạ cho nó hay. Vì lâu lắm thì mình không có con mấy con mới ấy. Ít quá. Yeah. Epic. Tí được cục sell của Panda này, White Panda này. Rồi mình vào kia mình xem được tặng sell chưa.
Rồi, ok. Và giờ thì chúng ta sẽ kết thúc đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em. Bạn này cho mình ba cục này. Vãi trưởng. Và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game. Đó chính là Monster Legend. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.